chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, khu vực Đông Nam Bộ hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 38 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 68%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm 66%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 36 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 66%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm 67%. Cảnh báo nắng nóng tiếp tục diễn ra từ 2 đến 3 ngày tới, làm gia tăng hỏa hoạn và cháy rừng, gây bất lợi cho sức khỏe khi hoạt động và làm việc ngoài trời. Quý vị nên lưu ý đề phòng. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,50 cho đến 0,55 m. Phần cuối là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.